mà người ta coi em gì luôn nè, để em kể cho anh nghe luôn, lỡ kể kể cho anh nghe với ai luôn. Người ta nó kiếp trước á, em có mượn ông nồi nè, 3 ly vàng. Ông mệt bả gạch sổ ở trong coi luôn nha. Mà tiếng Tàu mà em có coi hết bả gạch. Hồi xưa mình đi coi đấy ha. Hay em mới coi đây thôi, mới coi khoảng cấp cái chưa cấp nhà này tháng trước. Để em kể cho anh Thảo nghe. Là ổng bả nói vậy nè, trước trước cô á, em cho tiền bóng lấy. Kiếp trước cô á, mượn người ta 3 ly vàng. Cô nói rằng á, cô ở trong đồng mình nên nè. Cô mượn đi chút xíu cô bán, cô về trả người ta lại. Cô mượn vàng cô lấy đi luôn, cô không trả. Kiếp này người ta, mà bả không nói biết chồng em nằm chỗ nghe, em không có nói. Kiếp này người ta nằm chỗ ỉa đái dầm, cô phải nuôi. Trời ơi, bà nói em ốc giận liền. Cái mẹ em không có nói gia đình em gì đâu mà. Đi cái bói mà, em không có nói gì bà nghe, chơi gì gì. Bà nói là nè, cô ấy không, suốt cuộc đời cô dù đi đâu năm mương trời, mười mương bắc, cô không biết phải về trả quả cho mày. Tại cô mượn vàng người ta, cô không trả. Kiếp trước á, cô quay kiếp này cô phải trả. Cô phải ỉa đái tắm rửa cho cái chú đó đó. Mà cô không đi đâu được hết, cô bảo đảm tới đời chết cô luôn. Mà chú này không có chết đâu. Dài lắm. Chú sống dài lắm. Vậy là lúc trước, lúc là trước khi gặp em nữa đó là mình đã đi coi em rồi. Em đi coi rồi. Rồi em mới coi em Kiên luôn. Em coi em Kiên mà em không nói em Kiên làm chồng nhỏ nha. Em nói cái người này nè có chung với con không? Cái mà mình nói mày cũng ngại ngại, kiểu mấy thằng chồng mình nằm chỗ là người ta mới coi, tao biết rồi, mà giống được anh. Bà giờ cũng biết. Giống được. Hỏi đi không, cái người này coi bói cũng hay lắm á. Ở cái động nè. Cái đưa hình á là bả hỏi là cái bói mà có coi cô Ly hồi ngày xưa đó, là ba đời vậy đó. Bà nói nè, cô đi đâu cũng không biết. Cái nhà cô nằm bên đây nè, mày lợi cái hầm á. Trời ơi, bà nói em cái ốc nổi nữa. Là em dựng cái nữa đó. Anh quá hay luôn, coi đúng thiệt luôn. Bảo giờ cũng sắp phải coi á. Chứng tạo không à. Cô quỳ vú. Bà nói cô về nhà coi chứ không có gì. Cô hỏi coi nữa. Đi gan không? Có một quỳ vú thì cục qua lớp hả? Có luôn ha. Ngay dạy vậy luôn nè, ngay về ngay chỗ này luôn nè. Mà thằng kia nãy mình không biết nữa đó. Có hai cái bình sữa mà không biết. Nấu đấy biết. Cái này là ông đo bà đó nó có không đâu, gạch cho coi thử ra tôi không thấy. Tại vì nó anh nhớ vú mình giờ không thấy. Thì gạch đi gan cũng phải lớn. Con thù luôn. Hả? Anh thấy em học quá thấy không? Có nói gan không? Mà bà nói em á là đôi gai đến nặng, có một cùi trên vai nữa. Sao bà biết? Trơn luôn. Mà em mặc áo này đâu? Em đi cơ bói nè, em bận đồ lịch sự lắm, bận đồ dài mà. Nói chung cái... là ta cái phần tâm linh á, người ta nói mình khó hiểu lắm. Mà có người thì nói cũng hay, mà có người là nhìn mặt ra bắt hình dong á, nhìn mặt nói chuyện á. Ông này bà đã bắt coi cô lưu hình mà. Bây giờ cô lưu hình mới coi á, chứ không có coi lên sát, lên bọng là coi bài chứ á. Cũng không coi chỉ tay luôn. Mà bà nói em á, sau này khổ lắm chứ không có giàu đâu. Bà nói em bằng cái nào tiền cái chứ. Cái nỗi cái kỳ. Tôi hỏi bà vậy đó, tôi nói cô á, sao có người giúp đỡ. Mà ủa, em nghĩ là cũng số thôi. Chứ em không nghĩ là mình quân cô bác giúp đỡ cho mình. Không có nghĩ là cũng như là tụi em lại ha. Không, em không nghĩ thiệt. Tại vì mình nghĩ là mình giái là Nguyễn Độ mình chứng số thôi. Rồi em có biết chưa mà mạnh quân cô bác gì đâu, em có nghe rối hồi đó giờ. Nó tóc ngang cái nghe nói vụ gì về. Bà nói sao được cô có người giúp đỡ. Cô nói trời, giúp sửa bớt nhà giúp đỡ gì nữa. Nói gì cô bác mới được. Không kiến nó thắng được. Mà sao là cô đẻ đứa con thứ ba, con trai biết hay luôn đó, em mới giật mình đó. Mà chú Âm thì kỳ trước em ngủ một đứa là con gái, đứa sau mới là chọn vợ con trai. Đứa trước là con gái. Con gái nó có duyên với mình không phải nó mới đi. Mà con trai em biết bao nhiêu té, biết bao nhiêu lần em biết không? Té cũng mang nó gượt rồi lớp nào nè, rồi lớp nào em muốn thuốc á, mặt cái lông mình nó không sao hết. Nhưng cái số nó là con mình rồi, là con mình. Em đi ngoài luôn đó. Em bị má bỏ luôn đó. Không được luôn đó. Người ta nó bự lắm rồi, không được. Bà nói là con không có làm được nó hết trơn á. Nói nè, đi ra luôn. Tại mình nghĩ không phải là con mà không thương. Mà tại vì em thấy hoàn cảnh mình nó khổ quá, thiếu nợ nhiều quá. Nó gối rồi ký lắm. Mà đẻ chữa khùng luôn quá, mình nghĩ giết bị điên chết luôn á. Nó căng dây cho mình khùng luôn á. Ta không biết bao nhiêu đó. Em xử hai năm luôn, kia không có chịu. Kia không cho. Còn mỗi lần vừa qua lại tỉnh người nắng á, hồi nào đứa thầy còn trẻ đó. Ba đang dương tấm đó á. Thờ ổng đi. Ổng thành phạt rồi. Ổng đưa mình vô chỗ á. Ông mà em nói nha.
em đó giờ coi bói biết bao nhiêu người nha, thế là lại bây giờ coi em không mà, chứ em không coi được tánh em ngang lắm. Có bà này mà nó nói nó coi lưu hình, hồi đó giờ em không có biết coi lưu hình, em đi cố tình đi thử coi coi sao. Bà nói gì gan gan, nói dài gà luôn á. Bà nói chồng của em á nằm một chỗ mà em mượn ly vàng, mà ba ly vàng, anh ba ly vàng là gì, ba ly vàng hả? Ừ, ba ly vàng. Thì biết ba ly vàng, ba ly vàng mấy quý gì đâu. Trước á mà em mượn không trả người ta, giờ kiếp này em phải trả. Phải trả gấp ngàn lần cái gì. Nó này cũng giống như là cái nhân quả ha. Mình mượn mà mình không trả người ta đó. Đúng rồi. Cho nên này kiếp này mình phải trả lại, trả lại cho ổng. Đúng rồi. Bảy giờ thằng nồ á, người ta nói không có chết. Nó không có chết. Mình nhưng mà mình chết trước nó. Ông nằm hoài vậy đó ha. Bánh hoa hốt cứ tắm giữa, tắm giữa mỗi ngày á. Dạ. Nên là nợ đó. Nợ phải trả hoài. Trả rồi mà trả thì nào mà quãng đời còn lại. Mình già mình chết trước nó. Bà nói gì đó. Vậy nó không cha không mẹ đâu ai. Cha mẹ mà hồi trước giết mình cái nghiệp quá, giết mình phải trả. Người ta nói đúng nha. Giết trước mình cái nghiệp của mình phải trả. Bà ấy sống, bà ấy em tâm em sống. Bà ấy nghĩ mình như vậy mình biết là mình có nghiệp này. Bà ấy em tâm sống đừng có mà tham lam nè, trộm cướp nè. Là giật chồng người ta nè, đừng mượn tiền cũng trả. Nên trả hết đi, đừng xin ai hết. Kiếp sau mình em tròn gì. Em nghĩ cũng nhiều đó. Chứ em đi đâu mà em nhớ cái tiền đó là em có trả, trả cho hết. Tại vì hồi lúc mà em quay mấy cái clip đầu á, em gửi cho gia đình á để hỗ trợ đặng trả nợ cho người ta đó, em thấy chị là mình không có xin mà mình trả cái cả vốn và lẫn lời luôn. Bà con vô bình luận quá trời, nói sao mà mình không xin lại cái phần mà lời đó, phần tiền lời đó mà mình trả gì tiền gốc thì trả tiền lời luôn. Em nói nghe, bảo đảm không ai không ai cho luôn. Gì đó hả? Em biết mà, đã em nói khi mạnh quân vua giúp đỡ em đã em xin rồi. Xin trả từ từ, trả vốn người ta không chịu mà, người ta không quánh mình được. Người ta đâu có chịu. Người ta không chịu rồi mình mới không có xin đó. Cho nên mình trả ha, nói chung mình là mình thiếu là mình phải trả cho hết luôn ha. Thiếu là chung đó. Giống như là sòng phẳng á. Đúng rồi. Chứ không phải là con hên ông đó thôi, em cho có 300 ngàn thôi. Mình nên cái chú kiến thiết. Ý ông Hùng á, vậy ông Hùng có 100 ngàn điện qua đời nữa. Trả hai mấy triệu ống nó còn 100 ngàn qua đời đó. Thấy không? Em có bán bánh rồi cũng trả mà, tại vì em có dịp mai mà bánh thôi. Thôi kệ đi, cái đó cái dù gì cái chuyện nó cũng qua rồi. Thì mình mà chấp nhận mượn, chấp nhận cái tiền lời bao nhiêu thì mình đã mới đầu mình đã hứa với người ta thì bắt đầu mình trả, trả đi. Trả cho nó rồi. Rồi xong thì hết, giờ không hứa ai nữa đâu. Bây giờ nó hẳn là em khỏe lắm rồi. Mà nó nghe em không, như là em có số nó hên. Chứ em nói là định nhà em vô 250 mà nó trả mới 200. Ở mới vừa bán nhà luôn đó. Em bán mà. Em quyết lòng muốn bán á, tại vì em hết bình nổi rồi. Tóc còn bạc nhắc hết trơn, bên đường nào em đến đi. Ban đêm mà em ngủ không được, tới lưu quẩy con điên á. Ông mò ông kia thì em có biết thứ nợ. Ông biết mà biết tỉnh thôi. Chứ ông nó hết. Nếu nó hết ông bị điên kinh luôn. Ông hết thì mà nổi luôn á. Chứ số mà 50 triệu sao trả nổi. Bây giờ thì gia đình thì chắc nói tới cái tiếng mà nợ nàng chắc sợ lắm. Không, thì đừng phải em chói chết chứ. Dám luôn. Em nói thiệt cho anh Thảo nghe. Nếu mà em có chết thì sống lại nữa em không muốn mượn tiền nữa anh. Không, thật sự em chói luôn á. Không dám luôn ha. Em sợ dữ vậy luôn. Sợ. Em ảo ảnh nữa mà để ăn cơm chữ trời. Thì bởi vì cái mình sống ở trên đời này là mình sợ nhất là cái chữ nợ. Nợ người ta là mệt lắm. Đúng rồi. Để sống có cá mắm, mắm muối muối đi. Con bữa cơm cũng qua rồi. Thì chị cũng giống như là 100 ngàn người á. Chị của mình nên chị là được cái phần may mắn. Cho nên là mình phải cố gắng. Khi mà mình đã giải tỏa hết được cái số nợ đó, thì sau này mình cố gắng mình kiếm cái công việc gì đó để mình làm. Cũng như là chị mới đầu mình nói là tính đi bán cá đó ha. Bán cá nhưng mà bán cá biển. Mà cái đó là cá biển là cá chết không phải không chị? Cá chết. Nếu mà mình bán được cá chết thì cũng tốt. Tại vì cá sống thì mình bán cái đó nó cũng vẫn còn sát sinh. Mà bây giờ em cứ đi bán chưa được, cái tay em không có cảm giác thì xe được gì. Dạ, thì hiện tại thì bây giờ em thấy gia đình cũng chắc chưa có đi bán được đâu. Tại vì nhà cửa còn lũ bu quá. Đúng rồi. Thế bằng tay em nó bị không cảm giác nè. Em sợ buông tay lái té mình chết luôn. Không có bầu té, không sao có bầu té nguy hiểm. Em sợ chứ. Ý là ông Kiên qua chở ông vô hai đất biển trong nhà của
quá đây nè. Hai cái biển 350 ngàn. Rồi tóc ngang cái thở ổ xong mày không vô với kia đi. Em hỏi sao mà không vô chỗ bệnh viện đang của ông mấy ông chạy đi đó. Cái anh nói tao đợi lâu không đồng tiền người ta. Thôi về nhà hai cha mình vô tao kêu cái biển đó. Mà ông đợi lâu người nghiệp người ta nữa. Tao đi giùm mình, thôi về nhà anh đi vô nhà. Giờ vô, giờ chưa vô bác sĩ ngang rồi anh nói là anh vô hai chai nước biển rồi với thuốc ngang gì đó nhưng chết mà luôn, ba mũi thuốc anh nói là cũng đỡ chứ cũng chưa có khỏe. Không cái đợi đúng còn chết canh như tôi nói vậy nè, tôi có gần con ba chứ không cắt. Nếu mà mình đi làm cái nghề mà mua bán cá đó thì mình bán cá chết được thì nếu mà được á thì mình làm nghề đó cũng được ha. Còn mà mình bán cá sống á là mình vẫn còn sát sinh đó nha chị. Ok em có mua rồi sắm rồi. Tôi là đông bay dưới tổ. Mình bán đó đi mình lại ít chút xíu nhưng mà cũng không sao. Mình bán cá sống đồ mình sát sinh đó, cái đó mình tội thêm nhiều thêm. Thấy vậy kia nha, tánh không có gì tham nha. Tánh ông kia cần nổi em á, cái thon. Vừa rồi cái ông kia ông gớt mấy chuyện á, nhà hồ chung á, mà ông không thấy đâu. Ông thấy, mà thấy kiểu anh kia mấy. Tại ngàn cái nó lụm ông chuyện rồi nó anh vui rồi. Nó mình tiếng đi, ai đông người với ai đồng cho lại. Cái người nào mà phát hiện, mà phát hiện mà la lên á, được cho lại. Còn kia mắt la, cho lại. Là anh kia cho xin lại ha. Xin lại. Ông làm cái chứ kia là vợ cạo đầu cái luôn rồi. Tài vô muốn lụm tài lụm á, nó không lụm, ảnh lụm luôn đó. Đi mở cho lớn, gớt cụm mà mình lụm ăn có sao đâu. Mình phải cấp trộm luôn, mình sợ tội. Dạ, nó không lụm ha. Không luôn, kia muốn làm đâu. Chồng em mình biết không có luôn á. Tiền á. Ở nhà cái tôi vậy á. Mà anh mà mua đồ sống giờ là ổng cự lắm đó. Mua đồ sống như là mua gà, mua vịt sống là ổng chịu. Ổng to. Nó ăn cái gì em nè, mua mẹ cái gì chết hay ăn chứ. Bây giờ mình kiếm cái đồ, tuy là mình không có ăn chay được, em cũng cả em cũng đâu ăn chay được. Nhưng mà em từ lúc mà em làm từ thiện tới bây giờ đó là hình như là mấy cái đồ sống mà còn sống mà kêu làm là em không ăn. Nè em có cái đồ em mua rồi, thà là em mua như là con, ví dụ như con mua gà hoặc cá đó, người ta làm sẵn thì ăn. Ông nói gì nè, ông nói gì tao nói cho bà nghe nè. Ông ngủ một đêm nói chuyện với em á cho ông hiểu á. Ông nói bà không hiểu, tôi nói cho bà nghe. Cái cần cổ của bà đúng không, tôi cầm dao nhổ lông cắt, bà có chịu không? Tao vúng máu cái cần cổ người ta, tao đâu có chịu. Mà ông người ta thú vật mà, người ta cũng la quát quát quát, tao chấm cự lên mình, đúng không? Thì bà tính cái cần cổ của bà, tôi lấy dao cắt, bà chịu không? Bà chịu, ông dao cắt thử, bà chịu không? Đó, từ lúc đầu đó em không mua đồ chơi sống nữa đó. Em suy nghĩ đúng rồi. Cần cổ mình lấy dao mình cắt xong mình chịu. Mà mình đẹp cổ của người ta. Bởi gì? Ông kia cũng la em nhiều đó, em mới biết đó. Tuy là mình không có ăn chay được nhưng mà cái đó là nó có là cái duyên á, tại vì khi mà chị ăn chay cũng là một cái duyên chứ không phải là muốn ăn là ăn. Nếu mà ăn được thì cả đất nước này ăn hết rồi. Đúng không? Nếu mà ăn được là cả đất nước này ăn hết, nhưng mà mình ăn mặn nhưng mà mình có cái tâm là được. Ăn tốt rồi. Có cái tâm là được, còn ăn chay nhưng mà không có cái tâm thì cũng vậy thôi. Chùi như cái sơn ngoài da có chắc là thù em. Dạ. Đó ok không? Không mà anh Thảo, em đúng ra là người chết là em chết từ lâu rồi. Mà như cái số em như là ông bà chơi đỡ nhiều lắm, mình biết. Như là em ngủ không, sáng nói kia là đừng đi đâu nghe. Ông thấy không bị xe đụng á. Chị có cái giác quan ha. Đi gan luôn, anh gan đụng chót là ghê. Rồi đúng không? Đụng chót ghê á. Đúng rồi, 2 giờ rồi kia tôi đi gì. Người ta lưu lỗ ta phạt. Có thứ hai rồi à. Tôi sống tới 90 tuổi rồi. Đợi tôi nha, mà nhưng tôi là cái gan tôi lớn lắm. Tại sao tôi không ăn thiệt mà con xét xanh. Bất cứ con gì đó xét xanh chứ. Là cái tấm lòng mình tốt. Bây giờ hỏi chú gì đang sơ đi, chú còn sống là chú có cổ được chứ chịu không? Con cốc chú cặp với chú cắt cái hai tay đỡ nha. Mà phải không? Đúng. Không ăn. Ai bàn bát tôi ăn. Mà nói thật luôn nha. Con người hiểu cá ăn phải không? Ai mặn sẵn đi tôi mua. Dạ. Cái đó cái chuyện chay mặn cái đó luôn. Nguyên mình. Quan trọng nhất là cái tâm mình có tốt không thôi. Tốt. Dạ. Đường tham gia một, đường có bước đạp xã hội hai. Dạ. Đợi ăn cái tâm mình thôi. Dạ. Cái tâm mình tốt chứ cái tánh không bị được đâu không?
Là ăn dụ. Chay, ăn chay mà cái tâm xấu thì cũng chú trên nhà không, tôi lượm tiền trong một cặp này. Biết tôi lượm tiền ra một cậu luôn. Tôi ra là lên, tôi cô bác anh chị đi ra đường mà ai nó có tiền hay ra tôi lượm luôn, tôi không biết bao nhiêu. Tôi cho đợi. Cái thằng chào rơm nó gặp anh đấy con mà khóc luôn, giờ bán số nó cột. Tôi lượm được hàng triệu mấy anh em. Tôi mới ra là cái nó cho hay thôi em xem được con mà khóc bạn thôi. Còn nó số mất tiền chơi rồi. Nếu ông cứ mà ông lượm quá, ông ra đào quá, ai ra xin ông cho đào. Giờ gặp tôi, mẹ nó ôm tôi vậy nó phan buông đi. Từ từ nói, trong cái số bao nhiêu tiền, rồi trong này có cái gì không, có hai tấm số 72 luôn. Tôi dịch ra gặp hai tấm 72 luôn, rồi đưa luôn. Đúng ha. Người ta nói, sao ông lượm với ông xài đi không? Thí dụ chồng ta đầu thuê cuốc bẩm đi, bằng thuê bằng mướn đi rồi mua gạo ăn. Rồi mất tiền vợ chồng quýt lộ nợ khóc lóc nhau ăn ngon không? Nhằm khi cái đồng tiền đó là đồng tiền người ta đi trị bệnh hay này kia đồ. Thí dụ, và nói, mình lấy đồng tiền đó là rồi, mình lấy ở trên này đúng không? Sao ông này không tính tốt, không phải tốt. Ăn được rồi đó, mà như ăn rồi vợ chồng ta đối khổ mà chịu nổi hay không? Ok không? Mình ăn trên sự đau khổ của người ta. Đau khổ người ta không ạ? Dạ. Bởi sớm trầm thì thương lắm, cái quỹ ban còn thương thôi. Dạ. Thì bây giờ là chút xíu nữa đây thì chị Tiền cũng như là xin phép ơn trên mẹ Quan Thế Âm cũng như ông Nguyễn Trung Trực, ngài Đức Quỳnh thì sửa lại cái chỗ cũ. Thì mẹ Quan Thế Âm này cũng giống như cái nhà cũ đó quý cô anh chị. Thì để ngay chính giữa, còn ông Nguyễn Trung Trực á thì để lại ngay cái chỗ cũ luôn. Rồi ông Đức Quỳnh thì để một bên. Thì ông quân dực đem qua đây nè, để qua đây nè, tỉnh qua đây đi. Mẹ qua thấy ông để ngay giữa. Giữa. Dạ, để ngay chỗ cũ lại.